bất đồng quan điểm trong lúc quay phim, Hoàng Hà tổn thương sau khi bị Gia Huy mắng. Em muốn hỏi mọi người, em chạy hướng này này. Nhỏ nó quay nó mắng hay như hướng Hà và Huy là căng cực căng cực căng cực căng căng cực căng cực. Huy nghĩ là cái cảnh quay đó là đúng nghĩa hết hòn hợt, nghĩa nghĩa bóng là nghĩa đen luôn. Nói chung là giống kiểu ngày xưa mọi người đi học mà những đứa đánh nhau xong hay chơi thân ấy. Thì bọn mình cãi nhau xong bọn mình sẽ hiểu nhau hơn. Có em với cả Hà với cả Huy nãy xem phim mình nhớ tới đoạn đó rồi. Mà đánh thiệt không em? Đánh thiệt không cái đó khúc đó? Tán cái chát hả? Không, bọn em đang nghĩ chuyện ngập quá. Cái cảnh đi sân làng đúng không? Mới gọi đi sân làng anh còn nhớ không? Nhớ. Em muốn hỏi mọi người, em chạy hướng này hay chạy hướng này này? Nhỏ nó quay nó mắng hay như hướng hồi. Nói chung là bất đồng quan điểm giữa các ba em... ba đứa tụi em là ba đứa bọn trượt, làm mỗi người có một cái màu cá tính rất là riêng và rất là ai cũng cá tính trội hết, không ai cá tính hiền lành gì cho cam. Cho nên là cái việc cãi nhau, không phải cãi nhau mà là tranh luận, là cái việc bắt buộc thôi. Có những lúc mà Hà với em thì tranh luận ôn hòa, có nghĩa là Hà nói ra quan điểm của Hà, em sẽ nói lại quan điểm của em và hai đứa đưa ra một cái thống nhất chung. Còn Hà và Huy là căng cực căng cực căng cực căng căng cực căng cực. Đấy, nói trước đi, lát này tôi có thấy gì sai tôi chỉnh sửa. Huy nghĩ là cái cảnh quay đó là đúng nghĩa hết hòn hợt, nghĩa bóng là nghĩa đen luôn, nghĩa đen trên set quay, trên phim ảnh mọi người coi nó rất là cháy trong cái cảnh đó. Nghĩa bóng là cái cảnh ngày hôm đó Huy với Hà cũng tranh cãi nảy lửa. Thật ra Huy, cái đó là lỗi của Huy và Huy rất là ái nái với Hà về cái chuyện ngày hôm đó. Tức là mình để cảm xúc của mình chi phối quá nhiều, mình xen vào và mình tranh luận và câu chuyện nó cũng chưa liên quan đến mình lắm. Nó làm Hà bị tổn thương, xong mình hơi lớn tiếng, nó làm Hà bị tổn thương, xong mình cũng thấy hơi tệ, mình con trai hơi lớn tiếng vậy tệ quá. Xong thì nhưng mà ý là Hà cũng qua cái đó, qua cách sau đó Hà nói chuyện với Huy thì Huy nghĩ là Hà đã tha lỗi cho Huy rồi. Có tha lỗi. Con nhỏ này nó ép em. Tha lỗi đó hả? Với một cái sự thấu hiểu này, với một cái sự trưởng thành và thấu hiểu này thì Huy nghĩ là Hà đã tha lỗi từ rất lâu. Nhưng mà Huy cũng muốn nói là Huy cũng cảm thấy rất có lỗi về cái chuyện đó. Cho nên là, nhưng mà qua cái chuyện đó Huy biết được là cái cô này đôi khi tranh luận rất nhiều nhưng mà không phải là tranh luận trên chỉ cái tôi của mình, mà Huy biết lắng nghe không, cái sự tranh luận của tranh người luận khác dựa trên nhân vật. Anh không biết hay Huy và cả Hà tranh luận với nhau như thế nào, nhưng mà anh với Hà tranh luận với nhau là dựa trên nhân vật. Ví dụ lúc đó Hà sẽ nói là nhân vật của tôi cần cái này, thì anh sẽ nói là nhân vật của anh cũng cần cái này. Thì lúc đó nó sẽ tìm ra được một cái ý kiến chung. Nhưng mà có tranh luận, nhưng mà có lắng nghe. Nhưng mà Huy nghĩ có những cái như vậy, những cái tổn thương như vậy, nó giúp mình thấy những cái sức mẻ và mình sẽ tìm cách hàn gắn thì nó sẽ bền chắc hơn. Gơi dạ. Nói chung là giống kiểu ngày xưa mọi người đi học mà những đứa đánh nhau xong hay chơi thân ấy. Thì bọn mình cãi nhau xong bọn mình sẽ hiểu nhau hơn. Mọi người ơi, hãy ra rạp và xem phim Kẻ Ăn Hồn cùng với tụi mình nha.